rồi. Tập sống nâng niu những gì mình đã có đi, tập yêu bản thân nhiều hơn yêu người khác. Đừng cố hy sinh tất cả, tội nghiệp lắm em, hãy sống cho em, thôi đừng sống cho anh. Em cố tỏ ra mình ổn nhưng thật sự đáng thương, làm sao để em vượt qua bầu trời đêm. Xin chào Tam Đảo và đội hình chúng tôi trong màu áo xanh đã có mặt tại Tam Đảo vào ngày 20 tháng 6 năm 2024. Chúng tôi từng là những nam thanh nữ tú một thời trung học phổ thông với nhau, và bây giờ chúng tôi đã rời mái trường cũng được 40 năm. Ở Hà Nội lúc này là cao điểm của nắng nóng và chúng tôi rủ nhau lên núi để tận hưởng những bầu không khí mát mẻ của Tam Đảo. Dãy núi Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc cách Hà Nội 60 km, quanh năm mát mẻ. Đặc biệt ở Tam Đảo bạn sẽ được hưởng khí hậu 4 mùa của một ngày. Buổi sáng thì bạn sẽ có cảm giác se se lạnh của mùa xuân, buổi trưa nắng ấm tràn về của mùa hạ, và buổi chiều là sự thanh bình yên tĩnh của mùa thu, còn buổi tối và đêm sẽ thấy cái không khí lạnh của mùa đông tràn về. Thị trấn Tam Đảo nhỏ nhưng mà cũng xinh đẹp lắm các bạn nhé. Và chúng tôi dạo quanh thị trấn, ghi lại những cái bức hình kỷ niệm bên nhau. Khu du lịch này thì có nhiều villa và khách sạn rất là đẹp. Chúng tôi thì lựa chọn cho mình nơi nghỉ gần gũi với thiên nhiên, đó là khu vực Cầu Mây. Chúng tôi lên cổng trời để ghi lại những bức hình ngồi uống cà phê và ngắm những làn mây trôi lững lờ. Điểm đến thứ hai của chúng tôi là một địa chỉ rất đang hot của Tam Đảo, đó là khu vực Quán Gió. Tôi và bạn Hằng đang ghi lại những bức hình và phía sau lưng chúng tôi là một cái lâu đài nổi tiếng của Tam Đảo. Ở một góc sinh động khác, bạn bè chúng tôi lại có những nụ cười thật sảng khoái. Bấm ra Oh,
Ai là triệu phú đấy? Người mày một ga một đỏ, trông giống ấy lắm, trông giống cánh ca. Năm nay là trăm đầu năm rồi. Lúc này là 19:30 phút mà bầu trời tím ngắt rất là đẹp. Bây giờ, đội hình trong màu áo xanh chúng tôi xuống núi về Hà Nội. Tạm biệt Tam Đảo.